Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Trong chương trình thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Những người thầy thuốc Lai Châu quên mình vì sức khỏe của nhân dân, chiến đấu với đại dịch Covid-19. Thành phố Lai Châu triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để đối phó với tình hình các ca F0 tăng cao trong cộng đồng những ngày gần đây. Bà con nông dân chủ động theo dõi diễn biến của thời tiết để có các phương án phù hợp với việc phòng chống rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tôn vinh thầy thuốc Việt Nam, lương y như tử mẫu. Vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19. Kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 2, Sở Y tế tổ chức hội nghị tôn vinh thầy thuốc, cán bộ y tế tiêu biểu xuất sắc trong công tác nhân dịp 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu chúc mừng tại hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cùng với các tập thể, cá nhân thầy thuốc tiêu biểu trong toàn ngành y. Trải qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển, ngành y tế Lai Châu đến nay đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu to lớn trong công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, xây dựng, phát triển hệ thống mạng lưới của ngành từ tuyến tỉnh đến tuyến xã. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, ngành y tế đã tham mưu kịp thời các văn bản, phương án, kịch bản chống dịch COVID-19 phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, diễn biến dịch bệnh và điều kiện của tỉnh, đảm bảo kiểm soát dịch hiệu quả, vừa ngăn chặn khống chế, vừa thu dung, cách ly, điều trị. Cùng với đó, các đơn vị trong ngành không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì thực hiện tốt bệnh viện vệ tinh, tiếp tục nhận chuyển giao dịch vụ kỹ thuật mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cán bộ, nhân viên ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Đồng chí ghi nhận đánh giá cao tinh thần nỗ lực, những cống hiến đóng góp thầm lặng của các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong những năm qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục củng cố kiện toàn mạng lưới hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển, huy động nguồn lực xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ y tiên tiến hiện đại, các kinh nghiệm quý báu của y học cổ truyền trong công tác khám chữa bệnh. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bệnh kéo dài và lây lan trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, chuyển nặng và tử vong. Nhân dịp này, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho một cá nhân, phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 6 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho một tập thể, tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, y đức là thiên chức cao quý của người thầy thuốc, vun bồi y đức là góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của người dân trên cả nước nói chung và của tỉnh Lai Châu nói riêng như hiện nay. Hình ảnh đẹp của những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu phòng chống dịch bị che khuất sau một lớp phục trang bảo hộ. Không có một gương mặt cụ thể, nhưng trong lòng mỗi người dân, chưa bao giờ hình ảnh người bác sĩ, nhân viên ngành y lại trở nên đẹp hơn lúc này. Từ khi có dịch COVID-19, công việc của những cán bộ y tế tăng gấp nhiều lần. Rất nhiều y bác sĩ tạm gác lại trách nhiệm với gia đình để dành toàn bộ thời gian cho công việc chống dịch. Với họ, chặn dịch thành công vừa là sứ mệnh, vừa là nghĩa vụ và cũng là niềm vui, hạnh phúc với nghề. Tất cả kể cả ngày đêm hay là ngoài giờ, bây giờ chúng tôi là không có khái niệm là ngoài giờ nữa rồi. Tất cả những trường hợp khi nào cần khẩn cấp là chúng tôi luôn sẵn sàng, kể cả ngày nghỉ. Ngoài giờ, hết giờ hành chính, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để làm việc và kiểm soát được dịch bệnh. Ngay từ khi có dịch, chị Nguyễn Thị Phúc, dược sĩ khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đã làm công tác tư tưởng cho gia đình,
sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự phân công điều động của lãnh đạo. Nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở các địa phương trong tỉnh, công việc của các nhân viên y tế tăng lên gấp nhiều lần. Với những chiến sĩ áo trắng tuyến đầu, lại thêm những đêm thức trắng chiến đấu với dịch bệnh. Không về nghỉ Tết, đấy, làm từ mùng 1 Tết đến giờ. Cho nên là để khắc phục cái việc đó thì chúng tôi bố trí anh em tất cả các kiếp trực ấy, đều có thể ăn ngủ tại cơ quan luôn. Đấy, thì chúng tôi cũng có một cái phòng ở bên cạnh đây, là chúng tôi bố trí buổi trưa là anh em có thể tranh thủ 11 rưỡi 12 giờ. Đấy, nếu như có những hôm chúng tôi đến 1 giờ trưa là chúng tôi sẽ được ăn một bữa cơm hoặc là ăn gói mì tôm để chúng tôi làm. Sau đó thì chúng tôi sẽ làm đến 7 8 giờ tối và chúng tôi sẽ tranh thủ tiếp tục ăn uống. Đấy, ăn uống thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghỉ ngơi và chúng tôi sẽ làm đến khoảng 7 giờ sáng là xong. Khi cả nước đồng lòng đoàn kết chống dịch cùng với những lực lượng chức năng, gần 100 y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh tình nguyện lên đường vào những vùng đỏ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, mệnh lệnh của trái tim và lương tâm người thầy thuốc, với quyết tâm hết dịch mới về. Đã xuất hiện rất nhiều những tấm gương sáng nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Bản thân tôi thì sau khi đã có kinh nghiệm thực tế tình nguyện chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh gần 3 tháng thì sau khi về địa phương thì đã đem những cái kinh nghiệm học hỏi được các y bác sĩ ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra là trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại địa phương thì cũng đã tích cực tham gia cùng đội điều trị tại địa phương cùng nhau góp sức để điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bà con, nhất là bà con nhiễm COVID, mong muốn sớm đại dịch được qua đi. Những lúc như thế này mới hiểu hết được sự vất vả của nghề y. Để chúng ta thêm yêu quý, cảm phục họ, những tấm lòng luôn vì sức khỏe của người bệnh mà không ngại hy sinh. Và để thấy rằng họ xứng đáng được nhân dân tin tưởng và tôn vinh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, F0 xuất hiện trong cộng đồng ngày một tăng lên. Trên địa bàn của thành phố Lai Châu thì tỷ lệ nhiễm COVID-19 cũng tăng, trong đó phường Đông Phong và Tân Phong là hai địa phương có số ca mắc cao trong cộng đồng. Để hạn chế được sự gia tăng của F0 trong cộng đồng, thành phố Lai Châu đang triển khai nhiều giải pháp mới và linh hoạt. Từ sau ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay thì phường Tân Phong là một trong những địa phương có cái số lượng F0 gia tăng nhanh chóng ở trên địa bàn thành phố với gần 120 trường hợp F0. Thì để mà hạn chế cái sự gia tăng F0 ấy, thì ngoài cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, mũi 3 và mũi 4 cũng như là chuẩn bị các điều kiện cho tiêm vaccine cho trẻ từ dưới 12 tuổi và cái công tác tuyên truyền vận động tiếp tục nhân dân để nâng cao cái nhận thức về thực hiện cái các cái biện pháp phòng chống dịch thì phường Tân Phong cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc mà chỉ đạo các cái tổ COVID cộng đồng trong cái việc mà quản lý giám sát các cái trường hợp F0, F1 đang cách ly và điều trị tại nhà. Tổ COVID cộng đồng chúng tôi là hoạt động là rất là tích cực. Bản thân chúng tôi như bản thân tôi chẳng hạn là cùng với lại các đồng chí trong tổ COVID cộng đồng đấy là thường xuyên đi kiểm tra các gia đình cách ly, nhất là những gia đình được F0 mà đã trăng dây như các anh thấy đây, là chúng tôi là đi kiểm tra rất là sát sao. Thì là đa phần là các gia đình, là các thành viên trong gia đình là có F0 là thực hiện là rất là tốt, không vi phạm. Từ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, trên địa bàn phường Đông Phong, thành phố Lai Châu xuất hiện 119 ca mắc COVID-19, trong đó có 53 ca cộng đồng. Hiện tại, có 14 ca đang điều trị tại bệnh viện, còn lại điều trị cách ly tại nhà. Phường Đông Phong đang là địa phương ở cấp độ 3. Xác định các ca F0 trong cộng đồng có thể tăng lên. Vì vậy, phường Đông Phong đang tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống dịch hơn nữa, nâng cao khả năng quản lý, giám sát các F0, F1 cách ly điều trị tại nhà. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định và sẵn sàng tiêm cho lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời kiến nghị ngành y tế tăng cường nhân lực, vật lực y tế cho phường để thực hiện công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Phường đã cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cho nhân dân nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong cái việc tự test rồi tự lấy mẫu rồi ra trạm y tế thực hiện cái việc cách ly khoanh vùng theo quy định. Đặc biệt là trong cái việc truy vết cũng như là phân loại những cái đối tượng F0, F1 để thực hiện
các biện pháp chống dịch theo quy định. Trong cái thời gian vừa qua thì như tại trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh đây thì có xảy ra như hiện tại là có 18 ca F0, thì phường cũng đã, ban chỉ đạo phường cùng với trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh đã bàn rồi lên phương án phân loại cách ly các đối tượng F0 rồi F1 rồi khử trùng tiêu độc cũng như là test nhanh cho toàn bộ trường học để phân loại cho các cháu. Đấy, hiện nay thì trung tâm huấn luyện thể thao của tỉnh cũng đã cơ bản là ổn định và thực hiện tốt các biện pháp chống dịch theo quy định. Để hạn chế sự gia tăng của F0 trong cộng đồng, thời điểm hiện tại, thành phố Lai Châu chỉ đạo các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trong độ tuổi được tiêm đủ 2 mũi vaccine và các mũi tăng cường, mũi nhắc lại. Phấn đấu 100% người dân được tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định. Bên cạnh đó cũng chuẩn bị các điều kiện để tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo quy định, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tự test nhanh tại nhà. Khi nhiễm bệnh thì chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của cơ quan y tế xã, phường. Các tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát đối với F0, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà. Trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố, số F0 mới phát hiện hàng ngày tăng nhanh. Bình quân mỗi ngày có khoảng gần 100 ca F0 mới phát hiện. Đặc biệt là tập trung vào một số xã phường như phường Tân Phong, phường Đông Phong và xã Sùng Phài. Thì thành phố đã chỉ đạo các xã phường tập trung một số giải pháp chính để làm giảm cái sự gia tăng trong cái thời gian tới, cụ thể như sau. Một là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề nghị người dân tiếp tục đi tiêm vaccine, phấn đấu trên 99% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine và mũi tăng cường cũng như mũi nhắc lại, đồng thời chuẩn bị tất cả các điều kiện để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề nghị người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Đặc biệt, việc khai báo y tế trên phần mềm ứng dụng, việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, việc tự test nhanh nếu thấy có các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, và đặc biệt khi ra ngoài phải chấp hành nghiêm cái việc đeo khẩu trang cũng như hạn chế tụ tập nơi đông người. Cái thứ ba là trong thời gian tới phải đề nghị các xã phường đẩy mạnh cái việc quản lý của các tổ COVID cộng đồng đối với việc điều trị và cách ly tại nhà của F0 và F1. Nếu thấy có vi phạm thì báo cáo ngay cho xã phường để xử phạt theo quy định. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, thành phố Lai Châu ghi nhận trên 600 ca mắc COVID-19. Trong đó trên 150 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 354 bệnh nhân đang điều trị tại nhà và 70 ca đang điều trị tại bệnh viện và khu cách ly tập trung. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp kiềm chế sự gia tăng F0 trong thời gian tới, thành phố Lai Châu tuyên truyền, vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay hỗ trợ vật tư y tế, đặc biệt là các kit test nhanh kháng nguyên cho ngành y tế thành phố để sớm phát hiện, bóc tách nguồn lây bệnh ra khỏi cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm ngoài cộng đồng ngày càng tăng cao, không những ở địa bàn thành thị, khu đông dân cư mà còn tại các bản ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới như xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Tính đến ngày 25 tháng 2 thì tại xã đã có 52 ca nhiễm COVID-19 tại bản Gò Cứ. Để cho công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả cao nhất, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Pờ Khừ Xá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cả về các phương án triển khai phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, chào đồng chí. Đồng chí cho biết những diễn biến tình hình dịch COVID-19 của xã trong mấy ngày gần đây ạ? Trong mấy ngày gần đây thì cái tình hình dịch bệnh tại ổ dịch bản Gò Cứ thì cơ bản đã được kiểm soát. Cái số ca nhiễm F0 giảm mạnh so với cái những ngày đầu bùng phát dịch bệnh. Đến ngày 25 ngày hôm qua 25 tháng 2 2022 thì chỉ phát hiện thêm được cái 6 ca dương tính nghi ngờ với cái dương tính SARS-CoV-2. Hiện nay thì trên địa bàn xã thì chỉ có duy nhất là một bản Gò Cứ là bản xảy ra cái ổ dịch. Ngoài ra thì ngoài cái bản Gò Cứ thì hầu hết các bản khác thì chưa phát hiện cái ca dương tính nào. Và cho đến hiện tại thì trên cái địa bàn bản Gò Cứ xã Mù Cả thì đã phát hiện được 52 ca dương tính với SARS-CoV-2.
đến ngày hôm nay thì cũng đã 4 ca được công bố khỏi bệnh, còn lại thì đang điều trị tại các khu tập trung cách ly của xã. Tôi đã từng sức khỏe của các ca F0 thì đến hiện tại thì cơ bản là ổn định. Vâng, thưa đồng chí, là trước những ca nhiễm ngoài cộng đồng như vậy thì xã đã có những cái giải pháp trước mắt cũng như lâu dài như nào, thưa đồng chí ạ? Trước cái diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã thì cái giải pháp triển khai thực hiện của ban chỉ đạo trong cái thời gian vừa qua này về mặt giải pháp trước mắt ấy, thì tiếp tục khoanh vùng hẹp nhất có thể, thành lập tổ tách cái F0 điều trị, rồi truy vết các trường hợp F1 với F2 để quản lý giám sát chặt chẽ, đồng thời thực hiện sàng lọc những cái trường hợp nghi nhiễm để hạn chế thấp nhất lây lan dịch bệnh trong cái cộng đồng, và tiếp tục quán triệt tuyên truyền tới mọi người dân về thực hiện cái biện pháp 5K, rồi duy trì tổ chức, tiếp tục duy trì cái tổ chức công tác tại bản bầu cử, tức là tạm xảy ra ổ dịch, để trực tiếp cái chỉ huy chỉ đạo và triển khai thực hiện cái nhiệm vụ công tác phòng chống dịch tại bản bầu cử nhằm kiểm soát cái dịch bệnh sớm nhất có thể. Vâng, thưa đồng chí, là một địa phương vùng sâu vùng xa, cái lực lượng y tế còn rất là mỏng đúng không ạ? Xã đã có những cái gặp những cái khó khăn như nào trong công tác phòng chống dịch bệnh và những cái đề xuất của xã trong thời gian tới ạ? Thực tế xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thì đối với xã thì có mấy cái khó khăn như thế này. Cái thứ nhất là cái bản xảy ra ổ dịch là cái bản đông dân, với lại dân cư cũng tập trung khá đông, chính vì thế cho nên cái công tác quản lý giám sát cũng như là cách ly điều trị tại gia đình cũng là những cái khó khăn nhất định. Cái thứ hai nữa thì do cái tình trạng khan hiếm chung của huyện về cái một số cái vật tư y tế, nhất là cái quần áo bảo hộ cũng như là cái sinh phẩm test, nên là cái công tác triển khai nhiệm vụ khám điều trị của cái tổ điều trị ở trong đấy là cũng gặp những cái khó khăn. Chính vì vậy thì cũng đề nghị với sở y tế quan tâm hỗ trợ thời những cái vật tư y tế, nhất là cái quần áo bảo hộ cũng như là sinh phẩm test, để mà được sàng lọc mà sớm nhất có thể cái trường hợp nghi nhiễm, đáp ứng được cái diễn biến của cái tình hình dịch hiện nay trên địa bàn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí ạ. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu thông báo từ 11 giờ ngày 25 tháng 2 đến 11 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2022 ghi nhận 475 trường hợp từ 5.020 đến 5.494 trong năm 2022 dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó các bệnh là F1 280 ca, các bệnh là người từ tỉnh khác về 18 ca, các bệnh ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây 177 ca. Các huyện, thành phố ghi nhận ca bệnh trong ngày: Tam Đường 140 ca, Phong Thổ 44 ca, Sìn Hồ 53 ca, Than Uyên 92 ca, Nậm Nhùn 16 ca, thành phố Lai Châu 130 ca. Huyện Tam Đường 140 ca, trong đó 130 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 2 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 8 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Tam Đường 5 ca, xã Sơn Bình 3 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Phong Thổ 44 ca, trong đó 27 ca là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 2 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 15 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Phong Thổ 2 ca, xã Bản Lang 1 ca, xã Khổng Lào 1 ca, xã Malifor 3 ca, xã Mường So 8 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Sìn Hồ 53 ca, trong đó 22 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 3 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 28 ca ngoài cộng đồng ở xã Căn Co 25 ca, xã Nậm Quẩy 1 ca, xã Nong Hẻo 2 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Than Uyên 92 ca, trong đó 43 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 4 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 45 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Than Uyên 12 ca, xã Huân Nà 4 ca, xã Khoe Non 15 ca, xã Mường Cang 6 ca, xã Mường Kim 6 ca, xã Phúc Than 2 ca, đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Huyện Nậm Nhùn 16 ca, trong đó 11 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.
2 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 3 ca ngoài cộng đồng ở thị trấn Nậm Nhùn, 1 ca, xã Nậm Hàng, 1 ca, xã Hua Bum, 1 ca, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Thành phố Lai Châu, 130 ca, trong đó 47 ca bệnh là F1 đã được quản lý từ trước, ít có nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 5 ca là người về từ tỉnh khác, được quản lý ngay khi về, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho người đi cùng phương tiện di chuyển. 78 ca ngoài cộng đồng ở phường Đoàn Kết 3 ca, phường Đông Phong 23 ca, phường Quyết Thắng 3 ca, phường Quyết Tiến 12 ca, phường Tân Phong 19 ca, xã San Thàng 17 ca, xã Sùng Phài 1 ca, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao. Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên thời tiết trở nên rét đậm rét hại. Ngành nông nghiệp của huyện Than Uyên đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống rét cho đàn gia súc. Trên địa bàn huyện Than Uyên có tổng đàn gia súc trên 48.900 con, tăng gần 7.900 con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đàn trâu trên 14.600 con, đàn bò gần 6.500 con, đàn lợn trên 27.800 con. Trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua, nhiệt độ trung bình luôn luôn ở mức thấp, nhất là tại một số xã như Tà Mung, Mường Kim và Tà Hừa. Trước tình hình như vậy, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với các lực lượng tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ gia súc, hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho gia súc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Ngay từ đầu vụ thì phòng nông nghiệp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cũng như là chủ động ban hành các cái văn bản liên quan đến công tác chủ động phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, trong đó tập trung cho sản xuất lúa vụ đông xuân cũng như là phòng chống rét cho các loại gia súc như là trâu bò là những cái cây và những cái con vật nuôi chính của huyện. Và trước đợt rét thì chúng tôi thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và cảnh báo trên các cái hệ thống thông tin như là Zalo, Facebook rồi là trên trục hệ thống văn bản của huyện. Thường xuyên cập nhật và nắm cái tình hình hàng ngày, có trao đổi thông tin với các xã, các thôn bản cũng như là gửi cán bộ đi để tuyên truyền vận động cũng như là nắm tình hình để kịp thời thông tin và tuyên truyền cho bà con nhân dân. Và đến thời điểm hiện tại thì sau qua 3-4 ngày rét rồi nhưng mà huyện Than Uyên cũng chưa ghi nhận cái tình hình trâu bò bị chết do rét. Để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan đã xây dựng, triển khai phương án kế hoạch cụ thể trong công tác phòng chống đói rét cho gia súc tới từng thôn bản, cụm dân cư. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc như cỏ voi, dự trữ rơm rạ, bổ sung thức ăn tinh, đảm bảo cho đàn gia súc phát triển khỏe mạnh. Qua tuyên truyền, mọi người dân cũng đã nâng cao ý thức trong công tác phòng chống rét cho gia súc. Nhà tôi thì có 3 con trâu, 8 con bò. Thì mùa rét này thì tôi cũng được cắt cỏ nhốt trong bào chuồng, cắt cỏ bôi cho nó ăn, che bạt cho nó không thả ra ngoài đồng. Rét quá thì kiểu có bóng điện sưởi cho nó tí đấy. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Than Uyên chưa ghi nhận trường hợp nào có trâu bò bị chết rét. Các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con, trong những ngày xảy ra rét đậm rét hại, không được chăn thả gia súc ra ngoài trời. Định kỳ phun thuốc khử trùng, vệ sinh và che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc. Khi có trường hợp trâu bò chết, cần phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ chuyên môn để xác định nguyên nhân và có các biện pháp xử lý. Từ đó góp phần đảm bảo tỷ lệ tăng đàn gia súc trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện công tác sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, đến nay ngành chuyên môn đã kịp thời tham mưu rà soát, sắp xếp giảm đầu mối trực thuộc các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và cơ cấu bên trong các tổ chức trực thuộc, khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị. Theo đó đã sắp xếp tinh gọn các phòng, đơn vị trực thuộc 13 sở ban ngành của tỉnh, của huyện. Sau sắp xếp giảm được 19 tổ chức. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức viên chức theo vị trí việc làm, hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Toàn tỉnh giảm được gần 2.100 biên chế, đạt 10% so với biên chế trung ương giao năm 2015. Đồng thời, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch sử dụng biên chế toàn tỉnh năm 2022. Theo thông tin từ ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, thời gian qua thời tiết diễn biến bất thường đã tạo điều kiện cho một số loại sâu bệnh xuất hiện và gây hại hơn 80 hectare cây trồng trong toàn tỉnh.
Trong đó, diện tích lúa bị gây hại là 12 hectare, cây chuối 68 hectare, còn lại chủ yếu là diện tích ngô và cây rau màu. Để chủ động phòng chống sâu bệnh gây hại, Phòng Nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân theo dõi chặt chẽ những khu vực có khả năng cao nhiễm bệnh, tăng cường kiểm tra và có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với diện tích lúa đông xuân, bà con cần thường xuyên thăm đồng, chăm sóc, bón phân cân đối, tăng cường bón phân hữu cơ, phân kali giúp cây lúa tăng khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự sau.